hài hước chuyện lái xe của các anh trai. Hiếu thứ hai vừa xung phong đã khiến hội anh em toát mồ hôi hột. À, Hiếu ơi. Em có bằng nhưng mà chưa có kinh nghiệm lăn bánh. Kinh nghiệm lăn bánh chưa có, lần đầu cầm lái đã có va chạm. Hôm bữa em đụng cục đèn. Cái cục đèn. Hiếu là chạm thu phí. Hiếu là chạm thu phí. Tôi biết cái vụ đó. Em đụng chạm thu phí. Quyên Lê nhìn Duy Khánh đầy ngưỡng mộ khi đàn anh có xe hơi từ năm 19 tuổi. Kinh nghiệm đầy mình. Em cảm giác như là anh đang rất lúng túng trong việc không đi có xe luôn á. Không có. Tại vì anh có thực sự là anh lái từ năm 18 tuổi không nhỉ? Các nghệ sĩ trẻ giờ ít nhiều gì cũng sở hữu một chiếc xe hơi, tự đưa đón bản thân đi làm. Tuy nhiên, không phải cứ có xe là biết lái, hay thậm chí có bằng rồi vẫn phải để người nhà đưa đi đón về như thường vì chưa có kinh nghiệm và còn hơi rén. Khiến netizen được fan bất ngờ nhất chắc là Hiếu thứ hai. Mặc dù đã có bằng lái, nhưng đến giờ nam rapper vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lăn bánh trên đường. Trong show 2 ngày 1 đêm, khi phân công nhiệm vụ lái xe chở hội anh em thì Hiếu thứ hai đã xung phong. Tuy nhiên, anh chàng bị mọi người từ chối ngay lập tức. Chris fan Kiều Minh Tuấn gần như toát mồ hôi hột khi thấy Hiếu thứ hai muốn lái xe, bởi đơn giản cả hai biết người em của mình lái như nào. Theo như Trường Giang tiết lộ, Hiếu thứ hai từng tự lái nhưng đã xảy ra va chạm, nghe đâu anh chàng lao vào trạm thu phí. Tuy không nặng cũng không thiệt hại gì nhưng như đó cũng đủ để hội anh em phản đối cho Hiếu thứ hai lái xe. Mà thật ra cũng chẳng cần hội anh em 2 ngày 1 đêm, bản thân Hiếu cũng không mấy tự tin vào khả năng cầm lái của bản thân. Thế nên đến giờ anh chàng vẫn thường xuyên được ba đưa đi đón về mỗi lần đi diễn. Trong khi đó, Quyên Lê, chàng trai cũng đã U30 nhưng phải ngưỡng mộ nhìn người khác lái xe. Được biết, khi tham gia một show truyền hình, Quyên Lê đã phải than trời rằng bản thân đến tận bây giờ vẫn chưa biết lái xe. Sinh năm 1998, năm nay đã 26 tuổi song Quyên Lê vẫn phải nhìn người khác bằng đôi mắt ngưỡng mộ vì họ đã tự tin cầm lái. Và người khiến Quyên Lê không ngừng ngưỡng mộ, đó là anh trai Duy Khánh. Được biết, trên show đã tiết lộ rằng bản thân đã có bằng lái xe từ năm 18 tuổi. 19 tuổi nam nghệ sĩ đã có cho mình chiếc ô tô riêng đầu tiên và tự tin cầm lái đến giờ đã được 10 năm. Nhìn chung, kinh nghiệm lái xe của Duy Khánh là rất đáng tin tưởng, chứ không phải như hai anh chàng Hiếu thứ hai hay Quyên Lê. Cuối cùng, một tay lái mà fan rất mê, cũng rất được hội anh trai tin tưởng, đó là Quang Hùng Master D. Ngay trong những tập đầu tiên của show, Quang Hùng đã được giao nhiệm vụ lái xe chở các anh trai tới ký túc xá. Nói chung là nam ca sĩ thủy triều lái cũng được, chỉ mỗi tội hơi ngơ mà thôi.